Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Hiện tại thì sáng ngày hôm nay thì tụi em bắt đầu đợt 3 về từ tỉnh Tân Châu, thành phố Tây Ninh để em áp tải hai chiếc xe này về lại tỉnh Lâm Đồng nha cô chú và anh chị. Thì trước khi em review tại hai con xe này trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng đồng gửi qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các anh em, cô chú và anh chị đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi sáng thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn ha. Thì tối ngày hôm qua thì em có review một Cup Final mà nhưng có lẽ tối quá thì em nó không có được chi tiết cho lắm. Thì bây giờ sáng nay tụi em review trong con xe này thì khoảng tầm cỡ 8 giờ thôi là tụi em sẽ đề ba. Thì hai chiếc xe này em mới vừa lấy ở Tây Ninh. Thì cũng như mọi chiếc xe khác thì em không báo giá trực tiếp trên cung đường về. Cô chú nào anh chị, cô chú anh chị nào muốn sở hữu hai chiếc xe này với một giá cực kỳ hấp dẫn thì xin vui lòng alo cho em ha. Nhớ là alo cho em nha, chứ đừng có nhắn tin hoặc là bình luận ở dưới thì em không có thời gian để em trả lời. Tại vì hai con xe này thì giá cực kỳ rẻ ha, em không báo giá trên kênh trực tiếp. Thì chiếc đầu tiên, con xe này em nói là màu xanh thì tên em nói là Dagoshilo, sản xuất năm 1995. Xe nhập Hàn Quốc. Dung tích xi lanh là 1.5, phun xăng điện tử tay lái trợ lực, số sàn kính, hai kính đằng trước là hai kính bấm, hai kính đằng sau là hai kính quay tay. Đồng sơn xi rất là đẹp ha. Xe này thì đăng kiểm em mới vừa đăng kiểm hết 7 triệu mấy, con xe này lấy của khách mà người ta bỏ đăng kiểm lâu quá thì hôm qua em mới vừa đi đăng kiểm xong, đăng kiểm hết 7 triệu mấy, bỏ đăng kiểm quá lâu. Hiện tại thì bây giờ em nó đã phục hồi đăng kiểm. Tới tháng 11 năm 2022 xe thì cái 6 tháng đi đăng kiểm một lần, thích hợp cho tất cả các anh chị nào lấy và tập chạy tập lái ha. Đây, anh chị thấy nè. Nước sơn màu xanh rất là đẹp. Đó, anh chị thấy không? Nước sơn này thì nói chung hai con xe này không phải dọn gì nha anh chị nha. Hai chiếc xe này nước sơn rất là đẹp, cực kỳ đẹp, sạch sẽ luôn. Lông lá nội thất của em nó là không gì mà bàn cãi được ha. Mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Anh chị nào có chú thích sở hữu hai xe này cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0983029131 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Nội thất của chiếc Dagoshilo này thì bên trong em nó sở hữu một dàn ghế nỉ rất là đẹp. Đây, không có đó. Rách rưới hết chị ha. Cửa đẻo cửa tài của em ở đây anh chị, tấp bi tấp lô. 4 tấp bi nỉ cửa ha. Keo chỉ nè vậy ha. Đó, vậy ha. Keo chỉ rất là liền lạc ha. Keo cột trụ A trụ B thì em nói những nút đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn ring. Thì nói chung là những dấu hiệu đó là chiếc xe của mình không bị cứng đụng như xương anh chị ha. Hợp tì chân đi lên đi xuống của em nó đây. Đây là cánh cửa bên tài ha. Bạn đạp côn, đó vậy ha. Đây là cánh cửa đằng sau. Đây, tắp bi tắp lô của em đây anh chị. Đấy, keo chỉ của em nó là Rindex luôn anh chị ha. Nó xe cỏ thôi mà keo chỉ là vẫn còn hết ha. Đấy, không mất tí nào hết. Một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho anh chị alo trực tiếp ha. Em nhấn mạnh là hai chiếc xe này em không có báo giá trực tiếp trên kênh ha. Đó, anh chị nào thích yêu quý thì cứ alo sẽ được có một cái giá cực kỳ nét, cực kỳ hấp dẫn ha. Cửa nẻo thì đóng rất là khít nhưng cái form xe này thì anh chị thấy nè, cái vân liền của em nó là vẫn còn giữ được cái nét độ hồn nhiên và cái nét đẹp của em nó. Cái chiếc Dagoshilo giá cả thì chỉ bằng một chiếc xe Honda mà thôi. Đó, tập chạy tập lái ha, vừa đi vừa đẩy và đặc biệt tán gái khá là ok luôn. À, nói thì nói vậy thôi chứ xe này bao anh chị chạy mấy trăm cây số nha. À, chút nữa em về thì em sẽ đi wheel một đạt cuộc hành trình của hai chiếc xe cỏ lặn lội vượt từ Tây Ninh về Lâm Đồng cho anh chị xem ha. Thì em sẽ đi ngang cũng rất là nhiều tỉnh. Em sẽ đi đường Bình Phước ha. Bình Phước là tẻ Malagui, Cát Tiên. Rồi mới đáp vào lại thành phố Bảo Lộc. Thì cô chú anh chị nào thích sở hữu hai con xe này trên cung đường của em thì cứ alo cho em ha. Em sẽ cho xem trực tiếp. Đấy. Cửa nẻo đóng rất khít. Cửa mà chị nghe không? Xe cỏ thôi mà đóng cửa này nghe tiếng xe cửa, cái cửa đã không? Nè, đóng bập 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 nó hít nghe sướng cái tai vào đâu luôn. Đó, keo chỉ không mất tiếng nào luôn chị. Nè. Tắp bi tắp lô thì 4 cái tắp bi này nảy zin. Ghế này cái này nó hơi dơ xíu vậy thôi, cái này về vệ sinh xíu nha, cái này nó không có ảnh hưởng gì hết á. Dùng ghế bọng thì sạch sẽ rồi. Đấy. Em đi qua dàn gầm cho anh chị xem luôn ha. Gầm bẹ thì cũng khá là ok ha. Đó, gầm bẹ cứng cáp thôi.
ở bánh của em nó không còn được 50-60% anh chị ha. Đây học về của em ở đây. Đấy. Một phân khúc cực kỳ hấp dẫn cho anh chị với một cái form dáng cũng nhìn rất là xinh xắn ha. Đây là hệ thống bên trong buồng lái của em nó. Đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con này đi em. Xe máy lạnh sau số sàn thì 5 cấp anh chị ha. Có mấy cái này dơ dơ xíu về vệ sinh thôi là nó hết. Cái này cái học là để đồ. Đấy. Tắp bi tắp lô bằng thờ. Em sẽ nổ máy cho anh chị nghe nhé. Đấy, máy nổ. Rất là êm. Thì thầm. Đó, đèn còi không thấy một chức năng gì hết. Xi nhan đầy đủ. Gạt mưa gạt nắng rất ok vậy thôi. À, quý anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này trên cung đường và thiện chí thật lòng thì cứ điện thoại cho em ha. Tại vì khi em xuống cái live stream này thì em sẽ ôm vô lăng em chạy. Anh chị đừng có nhắn tin thì em không có trả lời đâu. Đây, máy móc em ở đây vậy thôi, khô ráo sạch sẽ. Với hệ thống là full xăng điện tử, dung tích xi lanh là 1.5 thì con này uống xăng tầm khoảng 6-7 lít xăng trên 100 cây số anh chị ha. Đây dàn viết của em nó vẫn tem zin vẫn còn vậy thôi. Đấy. Đây dàn viết là kiểu bò của em ở đây còn khá là ok, máy móc rất khô ráo vậy thôi. Tem zin kiểu bò tem zin vẫn còn luôn đó. Nắp cabo này chị thấy, keo chỉ còn rin luôn xe cỏ thôi mà em nó còn liền xe như vậy anh chị thấy. Thì một cái form dáng thì trước sự màn hình thì quý anh chị và cô chú cũng thấy đèn bỗng rất sáng, đây form rất là đẹp, xinh xắn. Đây, và giờ em sẽ review luôn chiếc màu trắng cho anh chị và cô chú tham khảo. Đây, đây quay rõ cho anh chị cái gần gầm mà luôn chứ. Qua em quay buổi tối thì có lẽ là nó không được rõ lắm, nhưng bây giờ là ban buổi sáng. Đó, làm bè thì ok vậy ha. Giờ nó là buổi sáng thì em quay thì nó có khả năng là em nó sẽ chi tiết hơn một chút xíu cho cô chú anh chị tham khảo. Rồi khi em quay xong xe này em up bài lên thì em sẽ đề ba ha. Chiếc bên này là chiếc bản số đang đeo là 60A13870. Em nó là màu trắng anh chị ha. Đó, em nó là màu trắng. Đến em nó là Suzuki Baleno, sản xuất năm 1996. Con xe này là nhập từ Nhật Bản anh chị ha. Form dáng thì khá là đẹp, khá là sò ha, xinh xắn. Giờ thao cái form nhìn rất là hay. Thì con xe này dung tích xi lanh của nó là 1.6, thì độ tiêu hao năng lượng của em nó cũng tầm cỡ 6-7 lít trên 100 cây số thôi. Đây, xe thì sạch sẽ, lông lá, nội thất ok nha anh chị nha. Hai con xe này không có phải dọn về đồng sơn nữa nha, máy móc luôn. Đó, anh chị nào lấy trên cung đường là bán về chỉ đổ xăng mà chạy thôi ha. Đó, anh chị thấy một cái form rất là ok. Đây là hệ thống bên trong của em đó. Đây, nội thất bên trong thì có một hai chỗ này nó xấu, chủ nhà trước họ lấy họ dán miếng da vô hình bị rách đến sâu, mà nói chung là xe cỏ thôi, mà nhưng như vậy là sạch sẽ ok. Còn tấm da này bọc lại cũng chẳng bao nhiêu tiền đâu anh chị, khoảng cỡ vài trăm ngàn à. Tắp bi tắp lô này vậy thôi, nó xe cỏ thôi mà tắp bi tắp lô nè, đẹp. Cửa nẻo đóng cũng y chang con xì lô luôn, đóng rất là khít anh chị ha. Dòng Suzuki này thì dòng gọi là dòng nôi đồng cối đá rồi đó, keo chị của em nó nè, cỏ thôi mà vẫn còn. Đây cánh cửa tài ha, dòng này là dòng nôi đồng cối đá rồi. Đây, hai ghế trước hệ thống bên trong em nó chị thôi, rất là sạch sẽ. Đây, quay cái máy luôn cho anh chị xem nha. Máy lạnh ok anh chị ha, số sàn 5 cấp côn số nhẹ nhàng, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu con này đều. Đây, không thiếu một chức năng gì hết. Đây, gạt mưa gạt nắng hoạt động ok ha. Kính bấm nha anh chị. Đó, đây là bao luôn anh chị, cứ an tâm. Chân bọng thì chân nỉ, đấy, nỉ zin theo xe. Mặt đồng hồ ấy rất là sáng quá, vô lăng nhìn rất là đẹp, bốn chấu.
máy móc khô ráo sạch sẽ anh chị ha, nhìn thấy không, máy nè, máy nổ rất êm đó. Đối với một chiếc xe tập chạy tập lái thì quá là ok luôn, đèn bọc sáng, đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 2022, còn rất là lâu, xe cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Đây, cửa nẻo tắp bi, bốn cái tắp bi xe này xe cỏ thôi mà nhìn đẹp lắm chị, sạch sẽ vậy thôi. Xe này nó có bị cái tiếng bầu vô nó bị xây, nó nổ hơi bùm bùm đấy, cái này và thì hàng hộp vô lại xíu thôi. Anh chị nghe chị có đèn gầm của em nó nè. Này về hàng cái bầu bô lại tí xíu thôi là ok liền. Form dáng rất là xinh xắn anh chị ha. Đây em quay luôn dần gặp bên này cho anh chị xem. Không mà để cái bầu bô và chạy cho nó khoáng máy cũng được. Nó nghe giống như bô tăng tốc á. Thành về ok. Vỏ bánh thì bốn cái xe kia, bốn cái vỏ này đang còn khá là mới anh chị ha, bốn vỏ đang còn phải được 80-90% đó. Chiếc Suzuki Baleno sản xuất năm 1996, hàng Nhật Bản nguyên con, gầm bệ chắc chắn, đồng sơn si đẹp. Thì hai con xe này em cũng nhấn mạnh là em không báo giá trên kênh trực tiếp. Cô chú anh chị nào muốn sở hữu thì xin vui lòng điện thoại qua cho em, số điện thoại đó là 0983029131 để bên em hỗ trợ và tư vấn giá trực tiếp trên cung đường về cho cô chú anh chị ha. À, xe này bây giờ rồi em sẽ xuất phát từ thành phố Tây Ninh và em tiến hành lại về tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc. Đó, cô chú anh chị nào muốn sở hữu trên con đường thì em sẽ đi đường Bình Phước. Em sẽ đi ngang qua địa phận là Cát Tiên, rồi ngã ba Sô Bồ, rồi đi hướng Cát Tiên, Đạch Tẻ và Malagui. Thì cô chú anh chị nào thích sở hữu cho chiếc xe này trên con đường thì xin vui lòng alo cho em. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em, thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Và có số anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì khích lệ tinh thần share một like trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Vâng, xin chào.